Xin chào tất cả mọi người, mình là Ocean và mình là một aerobic instructor. Mình đang đảm nhận giải của môn 1235 tại 123 Gym và La Trang Health Club. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn hai động tác mới trong phiên bản mới của bộ môn 1235. Kỹ thuật đầu tiên mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay là balancing side kick xuất phát từ môn võ kung fu. Chúng ta sẽ xoay gót chân trái vào trong, nâng ngực, gồng bụng, hai tay để thủ, một tay để trước ngực, một tay để ngang hông, áp sát cổ tay ở phía mạn sườn, đưa từ từ gối chân phải vào phía bụng, ngang hông và đá side kick thấp. Quát chân đứng lên trên, mũi chân rút xuống dưới, sau đó đưa lên và hạ xuống. Tương tự như vậy chúng ta đổi chân, xoay gót chân phải, side kick chân trái, up, down. Thử thách cho chúng ta ở đây, đá mạnh ra, nâng lên cao nhất có thể của mình và đổi bên, chụm gối chân trụ, nhấn cái gót chân xuống để chúng ta lại đứng được thăng bằng hơn. Tiếp theo một kỹ thuật ở trong Muay Thái đó chính là diagonal elbow. Ở động tác này chúng ta bắt đầu với right combat stand, boxing guard, dồn trọng tâm vào gối chân trước, gồng bụng, nghiêng người qua bên. Chúng ta sẽ đánh cái khuỷu tay của mình từ dưới lên trên và đánh chéo. Mục tiêu là cằm của đối phương và ngang với cằm của mình. Tương tự như boxing, ở động tác uppercut chúng ta cũng đưa khuỷu tay của mình một góc 45 độ và khuỷu tay đi sát vào phía mạn sườn. Đồng thời quất chân phải đánh nhẹ ra ngoài, nhấn cái mũi chân xuống, thả lỏng cổ tay để chúng ta vung mạnh hơn, dứt khoát hơn. Hãy đến và cảm nhận tại 123G và La Trang Health Club.